Hành trình tìm đến cuộc sống đẳng cấp cũng là hành trình tìm về với thiên nhiên, một bầu không khí trong lành để cảm nhận bình yên giữa những hối hả của cuộc sống, một nơi tuyệt vời để từng thành viên gia đình cảm nhận khoảnh khắc bên nhau, một ngôi nhà bên bờ biển là mơ ước của tất cả chúng ta. New Life Tower nằm trong quy hoạch của khu đô thị mới Cái Dăm, Quảng Ninh, có tầm nhìn hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, chính là nơi mà chúng ta đang tìm kiếm. New Life Tower gồm 3 tòa tháp cao 27 tầng với diện tích sàn lên tới hơn 100.000 m², với thiết kế dựa vào vẻ đẹp tự nhiên của vịnh biển Hạ Long lộng lẫy, tạo ra không gian yên tĩnh, hiền hòa, tinh tế và nổi bật đến từng thiết kế nhỏ nhất. Tất cả tạo nên một công trình xây dựng hiện đại, quyến rũ, mang đến cho bạn cuộc sống tiện nghi và thoải mái. Nằm cách bến tàu du lịch chỉ 500 m, cách cầu Bãi Cháy 5 km, đảo du lịch Tuần Châu 6 km, bãi tắm Bãi Cháy chỉ 2,5 km và trung tâm thành phố Hạ Long 7 km. New Life Tower kết nối một cách hoàn hảo với các tiện ích và hạ tầng có sẵn của khu đô thị mới Cái Dăm, khu đô thị mới Marina, đô thị đang được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới với đầy đủ các công trình công cộng của thành phố Hạ Long. New Life Tower có vị trí hoàn hảo với phong thủy hài hòa, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, nằm giữa trung tâm của Bãi Cháy và Tuần Châu với một môi trường sống văn minh hiện đại. New Life Tower được xây dựng với 3 tòa tháp cao 27 tầng trên khối đế được kết nối liên hoàn, với đầy đủ các chức năng và tiện ích phục vụ cho cuộc sống của cư dân nơi đây: siêu thị, mua sắm, fitness, spa, bể bơi ngoài trời. Hệ thống tầng hầm được thiết kế thông suốt 3 khối nhà đã tạo ra một không gian rộng lớn có thể đảm bảo đầy đủ diện tích đậu xe cho toàn bộ chủ nhân. Bạn cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên và thú vị khi biết rằng tại tầng mái 2 công trình sẽ là 2 khu vườn cây và bể bơi ngoài trời lên tới 2.000 m² nằm xen kẽ giữa 3 khối nhà, như một nét cách điệu xanh cho cảnh quan khu chung cư. Đây đều là các hệ thống bể bơi đạt các tiêu chuẩn nghỉ dưỡng, giúp bạn vừa thư giãn, nghỉ ngơi, vừa thưởng ngoạn không gian tuyệt vời của vịnh Hạ Long, đồng thời cũng là không gian sinh hoạt cộng đồng lý tưởng cho cư dân của New Life Tower. Hệ thống thang máy tốc độ cao với số lượng lớn trong tòa nhà sẽ luôn đảm bảo nhu cầu đi lại của cư dân được phục vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện. Và hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại và chu đáo sẽ mang lại những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời cho tất cả cư dân. New Life Tower đáp ứng mọi nhu cầu sống hiện đại nhất của cư dân. Mỗi căn hộ New Life Tower đều được thiết kế hiện đại và thông minh với cửa sổ rộng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh Hạ Long. Với các diện tích đa dạng từ 72 đến 102 m² và penthouse tầng 27 lên tới hơn 200 m². Nội thất liên hoàn và hỗ trợ lẫn nhau trong không gian sẽ làm tăng sự thông thoáng và mang lại cảm giác rộng rãi. Căn hộ chung cư được thiết kế theo xu hướng hiện đại, trang nhã và chan hòa ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, dự án còn áp dụng mô hình ủy thác quản lý cho thuê bất động sản với mong muốn mang đến một nguồn thu thường xuyên, làm tăng tối đa giá trị bất động sản cho các chủ nhân chưa có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, đối với những chủ sở hữu tham gia chương trình ủy thác cho thuê, chủ đầu tư dự án New Life Tower cũng cung cấp một gói nội thất tiêu chuẩn với mức giá ưu đãi. Với gói nội thất này, chủ nhân ngôi nhà có thể chuyển vào ở ngay hoặc sẵn sàng để đón khách thuê. Với định hướng chung cùng phát triển Hạ Long thành một thành phố du lịch văn minh, hiện đại và hấp dẫn các nhà đầu tư, công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội Galexinco cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng phát triển dự án New Life Tower, xứng đáng là một môi trường sống lý tưởng và đẳng cấp. New Life Tower, nơi tổ ấm trở thành thiên đường nghỉ dưỡng.